rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HeoVKT. Thì hôm nay mình lại xin giới thiệu đến các bạn một server mới của con Công Thành Xưng Đế ha. Cái này là nó ra tới server 9 rồi ha. Quá trời ha, cái con này chơi không có bị sập đâu. Con này mới ra hôm qua nha các bạn. Mới ra hồi ngày 14 tháng 12. Thì hôm nay tính làm con game khác, nhưng mà cũng có vài bạn là yêu cầu mình là thôi làm con Công Thành Xưng Đế để cho các bạn kiếm server mới. Thì mình thấy con này thấy hôm qua rồi, nhưng mà hôm qua không có thời gian nên hôm nay mình mới giới thiệu đến các bạn. Xém tới nữa thì quên luôn con này. Nói chung thì mới một ngày nên mình nghĩ là vẫn còn chơi được. Chưa đến nỗi mà server bị hư ha. Thì cũng như mọi những cái server khác ha. Con này là vô là cho luôn 10 triệu vàng ha. Thì thấy thông báo là cho 10 triệu vàng với quà viết là có con Triệu Vân, còn level 40 là sẽ được nhận con Quan Vũ ha. Thì hôm nay cũng có một số game nhưng mà chưa kịp test. Với lại có một số game cho cũng gần cả tỷ vàng nhưng mà xài mau hết quá. Chưa xài gì hết mà nói chung xài có chút xíu mà đã hết vàng rồi. Nên mình cũng chưa muốn up làm gì. Cái gọi là tiền nào của đó mà. Rồi đây ha, vừa vô thì nó cho 10 triệu nè. 10 triệu này ha. VIP 15. Cái thao tác chỉ dẫn miết mệt mỏi gì đâu á. Để mình bỏ qua mấy cái thao tác này ha các bạn. Thao tác giết mệt mỏi quá, bỏ qua mấy cái này. Rồi bây giờ mình chạy xong hết nhiệm vụ rồi ha. Nó chỉ gì cậy bà nó đi. Hỏi đi nạp ha. Nó cho luôn đâu rồi, bấm vào chỗ nạp. Quyền lợi VIP ha. Đây. Con ủa nó cho con Lữ Bố hồi nãy mình nói lộn, cho con Lữ Bố ha. Đù, ngon lành này, ngon lành này. Ủa mua chưa? Cấp vương không đủ là què gì? VIP đủ rồi mà. Rồi, à VIP không. Đu, Tôn Sách luôn, ngon lành, ngon lành. Đù, rồi vô ăn cái đu, ngon lành, có Tôn Sách luôn. Đó, lệnh VIP nè. VIP ngoài gì đó. Vô đây ha. Dùng. Ủa cái này dùng cái gì vậy? Vật phẩm chỉ định không tồn tại. Rồi bây giờ ra ăn nè, đâu coi nè, giờ lên VIP 15 rồi nè. Chó má. Ủa sao cấp vương không đủ nữa là sao? Không để chạy nhiệm vụ nữa hả? Cái gì vậy ba? Để hót ra vô lại với là chạy nhiệm vụ một chút coi. Mà bỏ con Tôn Sách vô coi. Rồi các bạn lên level 6 mới ăn được nha. Ở dưới level 6 là ăn không được gì hết ha. Đây mình mới chạy thêm lên level 6 ha. Rồi chỗ nạp. Đù đi ăn thôi. Đù. Con này không ham. Đỉ mẹ nó rồi, con ấy đâu? Lữ Bố đâu? Để chốt đi, ăn hết mấy cái này cái. Ôi giời ơi. Không xuất hiện nữa. Tiền nhiều mà. Xuất hiện giết làm gì cho nó mệt vậy. À, đúng rồi. Ừ. Mới có 8 mà. Tiếp tục, tiếp tục. Một chút nếu mình rảnh thì mình sẽ up thêm một con game nữa ha. Tại vì hôm nay chủ nhật nên sáng giờ cũng bận đi đú đa đú đỡn, nên không có thời gian ha. Up game trễ cho anh em. Anh em cứ chơi mấy game thâu trước đỡ đi. Rồi bây giờ đi vào đây. Đù Lữ Bố nè. Vãi trưởng. Ngu dại gì không bỏ con Lữ Bố vô. Tôn Sách bỏ dưới này đi. Lữ Bố ngon hơn. Đây. Đu Lữ Bố quá trời ngon. Trời ơi. Cường quá lên nè. Cường quá lên nè. Mình thấy con này là ngon nhất hổm rồi. Mình thấy mình có nè ha. Đồ ấy xếp nè. Lên mát luôn. Má phí cái gì nữa. Cũng bạn không. Bây giờ đột phá lên nè. Đó. Lữ Bố. Ôi trời ơi. Lên cộng 1. Lỗi trang. Ok. Đó. Trừ 200. Ok. Bình thường. Level 8 hả? Ok ok. Để đi ra. Đó, Lữ Bố lên đầu ha. Lý Điển nè. Đó, Lữ Bố vô là có nộ liền luôn. Đồ. One hit, one hit. Trời ơi, vậy còn đòi gì nữa. Server phi quá hôm. Đó, điểm danh nè, nhận 800 đồ cũng không ngon lắm. Này kim cương cho, này vàng cho ít quá các bạn ơi. Ui. Chán vãi đái. Này server này tướng đồ ngon ha. Nhưng mà ở đây nó có cho mua nữa nè. Nè mua là phải nạp tiền. Chơi phi như chúng ta thì được quan tâm tới những món đó. Đây nạp là được nè. Được quan tâm à, đổi. Nó có đổi được gì ạ? Đồ. Ngon lành, ngon lành. Lụm liền. Trời ơi. Đó lên level 7. Ủa gì vậy? À lên level 7 phải chạy hướng dẫn hả? Lâu lâu mới thấy con phi ra trò ha. Chỉ tiếc là server phi nó kim nguyên bảo nó hơi ít. Chứ phi kim nguyên bảo mà được nhiều hơn nữa là ok. Đu Đại Kiều ha. Đại Kiều hả mày? Trời trời, lên 17, 14 luôn. Đồ. Trời, tôi ghét nhất là hướng dẫn luôn á. Chiêu Mộ có bao giờ ra được tướng ngon đâu. Thấy không? Chúc Dung ra con Tào Lao. Ở gì á? Lư Thực. Ở Lương Thực tao còn không quan tâm nữa. Lư Thực. Gì vậy? Ở đội hình 2 hả? Ôi trời ơi. Ừ, Lữ Bố. Ừ, mở luôn con bên này đi. Ơi, chó má mày. Ủa mà không sao, con này test mà. Vô chiêu mộ 10 lần thử coi có gì. Xem trước coi. Có Tào Nhân, Tư Mã Ý, Châu Cơ, Lương Nhãn, Đổng Trác. Thấy gì ngon hết ta? Lữ Mộng, Tôn Sách, Thái Sử, Tiểu Kiều, Mã Siêu. Có Triệu Vân nè. Để mở 10 lần coi nó ra giống gì. Tì nhiêu mà. Văn Xú hả? Cái gì Lữ Mông hả? Ok, lỗ trong mông nha. 10 lần nữa. Tiền nhiều mà. Chúc Dung hả? Hạ Hầu Đôn hả? Cũng được. Chu Thái hả? Ok. Lần nữa. U Điêu Thuyền hả? Được, được. Đem em nó vô. Ok, ok. Để coi còn cái gì nữa không? Đây đầu cơ nhận nữa ha. Nhận cho vui thôi chứ có gì ngon đâu. Đổi đồ nè. Vô đổi tiếp kinh nghiệm. Lệnh tướng lĩnh hả? Chưa đủ. Nữa hả ba? Để coi coi nó lên ăn hết ASEP nó được cái gì. Tào Lao cái gì. Phải lẹ tay hơn nó chứ. Bây giờ cái gì vậy? Á đậu. Rồi xây luôn, xây luôn. Thoát ra vô lại coi. Xây rồi, xây vòng vòng rồi. Thoát ra vô lại thôi. Ê, nó hướng dẫn cái quần què vậy nè. Làm theo nó đi. Ta nói nó khổ. Nó chỉ gì là phải làm đó. Làm trái với nó không có chịu. Nó tự bế quan gì đó. Ừ. Nó lại hướng dẫn nữa. Nó hướng dẫn riết mà mình không có nhớ kịp luôn á. Rồi làm gì đây? Ghép hả? Rồi bay hẳn lên 19 luôn. Gán lên 40 lấy luôn thằng Quan Vũ. Này là chinh chiến. Này là túi. Dùng. Ok, ghép. Hết rồi hả? Á đồ ăn hết luôn rồi. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Ừ, lên ý bộ của nó luôn. Trời ơi, ngại ngùng gì nữa. Ơi, các bạn biết tin gì không? Hổm gầy là mình thấy đang là tin gì sốt dẻo gì là bà Tịnh Thất Bồng Lai gì nữa đó. Thiệt chứ ta nói không biết thực hư ra sao mà thấy trước mắt thấy khổ gì đâu. Giờ phải chui rút ở trong mấy cái gì nhà quan gì ở trong mút ở trong rừng rìa. Ui xã hội giờ thì cái quan trọng là đồng tiền thôi. Thấy có tiền là có hết rồi. Không có tiền là thấy hơi hua rồi. Rồi, lên đầu đỏ mát ha. Rồi, không thèm cường quá luôn, mệt quá. Cái gì tùm lum hết vậy nè. Cái gì lệnh gì nè, à, lệnh đột phá. Ở này bảo vật luyện đan. Đó, đây là mãnh tướng. Gì có hư nữa nè. À, hư hệ thống. Đó. Tôn Sách này nọ. Đem mấy con đó vô trong đội hình 2 chứ. Đó. Bỏ vô nè. Bỏ vô nè. Ý, bậy. Điêu Thuyền đem qua kia. Điêu Thuyền là phải bỏ đội hình 1. Đó, ok rồi đó. Hết vàng thì vô đó ha. Rồi bây giờ đi mua nữa. Để mình mua thử coi. Để mình tắt mình đi đổi full cái kinh nghiệm coi nó ra được cái gì ha. Được có level bao nhiêu? Ơi trời ơi, mới ăn được có 3-4 cái thì lại phải vô chinh chiến vậy nè. Có nhan lương. Đó, đội hình của mình nè các bạn. Rồi chết hết mẹ nó rồi còn què gì nữa đâu. Đồ Lữ Bố lại dẹp hết. Đúng rồi, nãy mình boost mát đồ đỏ cho Lữ Bố mà quên. Đánh trận nữa coi. Thì Thái Sử Tử Tiêu Hiền là có rồi. Phương Di đi. Đồ quýnh một phát mà muốn chết luôn à. Đồ đồ. Nứt rồi, nứt rồi. Nứt phục thủ rồi, rồi rồi. Ô, thắng nữa. Rồi đánh một cái nữa. Má hàm đánh quá. Đem con Lữ Bố lên để trên này nè. Đó. Tiếp tục luôn, sợ gì. Cậu bé đánh đi, đó, cậu bé đánh đi. Trời ơi, Lữ Bố cần hết. Rồi, lại vô đổi kinh nghiệm tiếp. Đồ, đã mở nhóc luôn rồi. Ừ, nghĩa phụ, ý nó nói vậy đó. Để coi nó cộng hết cho được nhiêu. Ồ, bật 20 hả? Thấy là không được 40 rồi nha các bạn. Đu, ở dưới này còn nữa nè. Trời, nãy giờ không thấy. Trời, trời, dưới này nè. Ô đu, còn nhóc dưới này nè. Rồi còn gì nữa vậy? Đậu. Nhưng mà trước tiên là mình mua bằng tiền trước đi ha, đổi bằng cái kia. Đó, mua cái này trước ha. Đó, 39 đồ, một phát một linh luôn. Ngon lành quá các bạn ơi. Trời ơi, còn gì bằng nữa, ngon ghê không? Đồ thức tỉnh luôn hả? Đu, lên level 52 luôn. Ủa, 57 luôn, trời ơi. Trời, 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 quất một phát lên luôn hả? Trời, hư này xong nhiệm vụ luôn rồi. Gì lãnh thức tỉnh, nó lên hạng 84 hả? Ủa gì vậy? 72 luôn hả? Ủa? Hạng gì ta? Ủa vậy tóm lại là mình lên cái hạng bao nhiêu? 54 rồi hả? Gì tôi hạng 8 hả trời? Đâu, đâu phải mình đâu. Hạng 9 để hạng 10 hả? Vậy là chắc hạng 10 rồi quá. Thôi đi lòng vòng còn nữa coi. Trời ơi trời, thiệt luôn á. Mấy cái ngọc này còn quá trời nè. Bảo vật luyện đan gì nè. Hồn Triệu Vân nè. Còn đổi được nữa nè các bạn. Mình có đổi được thêm một lần nữa. Đổi luôn chứ để làm gì. Tướng hồn, tài nguyên tiêu hao thì đổi tướng ở Hương Thành. Ở Đại Điện. Hương Thành. Hương Thành ở đâu? Ở Đại Điện. Đó. Ủa nó kêu què gì? Đại Điện có thấy gì đâu. Tăng hết lên, tăng hết lên. Ơi nghe ẹt nó nói là quà thăng cấp gì là được con gì Quan Vũ mà không thấy gì hết trời. Vô quà nè, rồi trạm tướng nè, thăng cấp nhận quà nè, có thấy gì què gì đâu. Nè tới cấp 200 luôn nè, 150 nè, 160, 170, 180 mới có quà. Ẹt này làm ăn gian dối quá. Còn cái điểm tướng kia thì nó mua trong kia rồi. Rồi có con Tôn Sách nè, rẻ mạt luôn. Đó, vô được rồi đó. Đó, hàng cái gì nè, đó, mua. Trời ơi. Lục Tốm, Lữ Mông, Điêu Thuyền, Tôn Sách, Vũ Cát, Lý Đưỡng, Dân Cơ toàn tướng xàm không à. Còn nhiêu đổi mẹ nó đi. Rồi hết đổi được rồi đó. Rồi bye bye các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ha. Bye bye. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa. Các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích vào quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.